Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, điều này ai cũng biết. Thế nhưng để cai thuốc lá hoặc từ bỏ thuốc lá là chuyện không hề dễ đối với những người đã hút thuốc lá lâu năm. Chính vì lẽ đó mà việc xây dựng gia đình không thuốc lá được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch và xây dựng nếp sống văn hóa. Gia đình ông Lương Bảo Ngọc và bà Trần Thuyết Lan ở tổ dân phố 3, phường 1, thành phố Đà Lạt là một trong những gia đình hưởng ứng mô hình này. Đã hút thuốc lá trên 40 năm, một thói quen tưởng chừng như không thể bỏ được. Nhưng sự kiên trì của người vợ và hai đứa con trai, ông Lương Bảo Ngọc đã bỏ được thói quen làm bạn với thuốc lá. Phải nói rằng là cái vấn đề mà bỏ thuốc lá về nó cũng là khó chứ không đơn giản đâu chứ. Nó khó đấy. Nhưng mà có một cái là mình phải thực sự và nó là quyết tâm. Quyết tâm ghê gớm lắm thì mới bỏ được nó chứ. Bản thân mình là một tham gia công tác phụ nữ của địa phương thì thấy là cái việc hút thuốc lá thì nó cũng không có lợi cho sức khỏe. Và một phần là vừa là công tác tuyên truyền cho chị em phụ nữ. Cho nên là cơ bản là mình cũng về hoạt động trong gia đình thực hiện. Để từ gia đình mình thì mình mới thể vận động được các chị em ở bên ngoài. Cũng như nhiều người đàn ông khác khi mới 17 tuổi, ông Tăng Văn Tố ở phường 8 thành phố Đà Lạt đã bắt đầu hút thuốc. Gần nửa thế kỷ trôi qua cũng là chừng ấy thời gian, ông hút từ thuốc lá, thuốc lào, sâu bắp đến cần sa. Khi mái đầu đã bạc, khi con cháu quây quần hàng ngày, khi người vợ ngày ngày động viên khích lệ. Hai năm nay, khi đến gần người hút thuốc lá, ông cũng bắt đầu cảm nhận được những điều mà vợ con đã nói về mình khi còn hút thuốc. Đó mà khi bỏ được rồi thì phải nói là, thứ nhất là người mình không có hôi. Tức là người xung quanh là đứng cạnh mình là sẽ không nghe mùi thuốc. Mà mình đã bỏ thuốc rồi thì cái người mà hút thuốc mình lại nghe người ta bị hôi liền. Mình nghe cái mùi thuốc của họ hôi lắm là mình à rồi. Thế thì người con mình nó bảo là bố hút thuốc hôi quá là đúng. Nà, thì mình thấy bạn bè mà mình đứng gần nó cũng hôi mùi thuốc lá. Nên cái mùi thuốc lá nó cũng cực kỳ kinh dị. Đó, mà mình bỏ được thì trước hết là mồm miệng không hôi thuốc cái đã. Thứ hai nữa là ăn được khỏe, ngủ nó khỏe và không có những cái cơn ho sù nữa. Cũng nhắc nhở chú nhiều chứ, cũng nói chú là bây giờ hút thuốc nhiều thì nó đâu có tốt gì đâu, cho nên là anh phải giữ sức khỏe thôi. Cứ hút rồi để ảnh hưởng về sau là thứ nhất là nó ho nè, thứ hai nữa là con cái là nó không có chịu được cái mùi thuốc, mà nhất là các cháu nhỏ càng ngày càng lớn thì nó ảnh hưởng vào phổi rất là nhiều. Cho nên tốt nhất là ba cũng đừng hút thuốc nữa, cũng phải nhắc nhở nhiều để cho anh nó bỏ từ từ. Đây chỉ là một trong nhiều gia đình đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức đến hành động vì một môi trường không khói thuốc lá, vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Kết quả này chính là sự hợp tác trong triển khai các mô hình hoạt động của Hội Phụ Nữ, cũng như khẳng định được vai trò vị thế của những người mẹ, người vợ trước thói quen tưởng chừng như không thể bỏ được của những thành viên trong gia đình. Để cho cái cuộc vận động này nó trở thành một cái phong trào chung trong toàn dân, thì tôi thiết nghĩ rằng là ngoài cái việc mà tuyên truyền vận động của các cấp hội phụ nữ nói chung, thì từng cá nhân của các đấng mày râu, những người đàn ông và những thanh niên là những người mà chủ động trong cái việc bỏ thuốc lá, và họ phải ý thức được rằng cái trách nhiệm của họ khi mà bỏ thuốc lá vì gia đình, vì người phụ nữ, vì trẻ em và vì cái môi trường xung quanh mình. Từ cái việc mà bỏ thuốc lá như thế. Có thể nói, tuy chưa đạt được nhiều kết quả như mong đợi, khi đã 3 năm, luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã chính thức có hiệu lực. Nhưng thống kê gần đây cho thấy, số người hút thuốc lá đã giảm từ gần 56% xuống còn trên 42%. Nhiều công sở, trường học, bệnh viện ký cam kết không thuốc lá và tiếp tục vận động từ bỏ thuốc lá. Chúng tôi đi sâu vô cái tuyên truyền á, là cái tác hại của thuốc lá đối với hai cái vấn đề. Cái vấn đề phụ nữ, thứ nhất là tác hại thuốc lá đối với sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Cái thứ hai là tác hại của thuốc lá đối với cái kinh tế gia đình. Thì khi mà người thân trong gia đình có người hút thuốc thì ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của người phụ nữ và trẻ em. Cái thứ hai á, là cái tác động về kinh tế. Thí dụ như là phụ nữ vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, một ngày thu nhập của người ta nó thật cũng trên 50 ngàn thôi, mà phải chi phí cho thuốc lá. Có những người chi phí ngày đến 10 ngàn,
thì nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế rất là nhiều. Hai vấn đề lớn như vậy thì đã được chị em nhận thức, thì từ đó là chị em đã thực hiện rất là tốt, tức là chị em đã tham gia học tập rồi hưởng ứng xây dựng cái mô hình tổ ấm không khói thuốc. Và cái nếu mà chị em nào mà không vận động được chồng con cai nghiện thì lại cũng nâng cao cái nhận thức của người chồng trong cái văn hóa hút thuốc, và từ đó thì trong quá trình triển khai vừa qua thì cái số lượng hội viên mà phụ nữ tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ và các mô hình cũng được cái tỷ lệ là trên 80% chị em được tham gia và được tuyên truyền. Hiện Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. Việc sử dụng thuốc lá phổ biến ở Việt Nam là nguyên nhân gia tăng các bệnh không lây nhiễm một cách nhanh chóng trong thời gian qua. Các bệnh như đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi là những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở cả nam lẫn nữ. Hơn 75% các ca tử vong ở nước ta hàng năm là do các bệnh không lây nhiễm, trong đó có hơn 100 người chết vì thuốc lá mỗi ngày. Đây là một con số rất đáng suy ngẫm để mỗi người, mỗi thành viên, mỗi tổ chức xã hội có biện pháp và mô hình tuyên truyền vận động người dân từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Với mô hình gia đình không thuốc lá như hiện nay, Hội Phụ Nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang tích cực chung tay hành động vì môi trường không khói thuốc. Tài xế taxi Mai Linh, Bùi Quốc Khánh, sinh năm 1975, điều khiển xe biển số 51F25887, cho biết trong quá trình lưu thông từ Brent về Đà Lạt, đến khu vực lưu lượng phương tiện đông nên anh Khánh chạy từ từ và dừng lại cho các phương tiện ngược chiều đi qua. Đến lúc này, có 4 thanh niên nam nữ điều khiển 2 xe máy đi sau. Do không quan sát đã đâm vào đuôi xe taxi. Vừa mở cửa xe xuống, anh Khánh đã bị nhóm thanh niên này lao vào đánh và dùng tua vít dài đâm nhiều nhát